Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4shop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra một cái màu hiệu ứng màu retro hoặc là màu vintage. Ok, thì để bắt đầu cái tutorial này thì mình muốn giới thiệu một chút cái giáo trình Photoshop của mình ha, bộ DVD giới thiệu dạy Photoshop từ từ mức cơ bản ha, để các bạn có thể tạo được một cái bước đầu để các bạn có thể tự học Photoshop hoặc là tự phát triển cái kỹ năng Photoshop nâng cao sau này nó dễ hơn, hoặc là sử dụng Photoshop cơ bản cho những phục vụ cho những cái mục đích trong công việc như là học tập của các bạn. Thì để có thể tìm thêm thông tin và đặt mua thì các bạn sẽ click vào cái đường link ở ngay phía dưới góc dưới này, nó nằm ở dưới ấy. Ha, thì các bạn click vào đó các bạn sẽ có bật ra một trang web mới, về trang web đó thì các bạn có thể coi thêm thông tin và đặt mua ha. Rồi thì cũng chia sẻ một chút, sắp tới vào ngày đâu rồi, khoảng cỡ ngày 15 mình có tham gia vào trong cái workshop của chị Thủy Uyên ha, và sau đó khoảng cỡ 2 tuần, ngày 28 thì mình sẽ tổ chức workshop ở Hà Nội và mình sẽ sớm post thông tin lên 28 tháng 5 2016 ha. Rồi okay, các bạn ok, để vô cái tutorial này ha. Thì đầu tiên là về cái màu retro hoặc là màu vintage, thì các bạn có thể thấy là cái màu này đối với bản thân mình á, kinh nghiệm của mình thì với những cái hình mà chúng ta thường là không biết phải làm gì với hình đó thì blend cái kiểu này thì nó sẽ rất là phù hợp ha. Nói chung là cái màu này gọi là cái màu mà áp dụng vô đâu cũng được á, màu màu chữa cháy á, mà áp dụng vô đâu cũng được. Thì cái màu retro này thì nó đơn giản thôi. Thứ nhất là nó có hai đặc điểm ha. Thứ nhất là cái màu, về cái màu sắc của nó thì thường là cái màu nó bị ám hai màu ha. Màu shadow tức là cái vùng tối thì nó bị ám một màu, và vùng highlight nó bị ám một màu. Thường thì màu retro thì cái màu highlight, cái màu nổi bật nhất, người ta dễ thấy nhất đó là màu vàng hoặc là màu đỏ ha, là màu kem kem đó, nhưng mà đa phần là màu vàng ha. Còn cái màu shadow thì tại vì cái màu highlight nó đã là màu vàng rồi, thì để cho nó cân bằng trở lại, đối với cá nhân của mình ha, mình thích blend màu, mỗi lần blend màu là lúc nào nó cũng phải có cái sự cân bằng ha. Cái màu đã có màu nóng rồi thì nó sẽ phải có màu lạnh. Ở cái phần highlight mình đã blend màu vàng rồi thì màu shadow mình sẽ dùng màu xanh. Và cái đặc điểm thứ hai về cái hiệu ứng á, thì nó sẽ có một chút noise ha. Ok, thì để bắt đầu vậy thôi. Thì đầu tiên là hình chúng ta cần hai màu, ám hai màu và màu shadow và màu highlight. Để làm được cái màu như vậy thì nó có rất là nhiều cách, nhưng mà đây mình muốn hướng dẫn cho các bạn một trong những cái cách gọi là đơn giản nhất ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn tạo một cái layer mới ha, tạo layer mới cũng được. Các bạn sẽ fill một cái màu nào đấy ha, đây màu mặc định như thế này, click đây nó trở về mặc định ha. Các bạn sẽ chọn một cái màu xanh, màu xanh ở đây các bạn cứ, đây là có một cái layer mới rồi ha. Các bạn có thể click vô phía dưới này hoặc là vào layer new, layer layer new layer này, hoặc là shift control n ha, shift control n, thì đây chúng ta có layer mới, và layer này có thể là mình sẽ đặt tên nó là shadow, shadow tức là vùng tối đó, shadow vùng tối ha. Mình sẽ tạo tô màu như thế này. Tuy nhiên là khi mà mình muốn thay đổi màu thì có phải nó hơi phức tạp không? Tại vì chúng ta sẽ phải click vô, click đôi vô cái màu này, xong bắt đầu lại chọn một cái màu mới, xong bắt đầu lại ok mới click ra ngoài cái nữa thì nó hơi phức tạp. Thì ở trong cái adjustment layer nó cho chúng ta một cái công cụ đó là solid color, thì chúng ta chỉ việc click vào solid color. Thì ở cái solid color này thì nó giống y chang như là cái việc là chúng ta tạo layer mới sau đó chúng ta đổ màu. Tuy nhiên ở đây nó cho chúng ta nhanh, thao tác nhanh ở chỗ là chúng ta có thể đổi màu, hoặc click đôi vào đây thì chúng ta có thể đổi màu rất là nhanh. Đó. Đó thì mình khuyên sử dụng cách này hay nhất ha. Đó là đây là mình sẽ đặt tên là shadow. Tiếp theo là mình sẽ đặt một cái layer tiếp theo nữa là ở cái này thì mình sẽ sử dụng cái màu gọi là cái màu cho vùng highlight đó, vùng sáng đó. Mình có thể chọn cái màu sáng sáng một chút xíu, vàng vàng thế này chẳng hạn, thế các bạn có thể coi thông số cũng được. Nhưng mà không, mình khuyên là không nên coi thông số. Có thể các bạn chưa thấy ưng ý thì click đôi vào tìm cũng được ha, cho nó tốt hơn. Highlight viết vậy đúng không ta? Mình nghĩ là đúng. Ok, tạm thời tắt cái highlight đi ha. Mình đang có cái shadow. Thì ở cái shadow này mình muốn blend ha, blend cái màu shadow này vào cái vùng tối. Và để làm như vậy á thì tức là chúng ta cần tăng sáng vùng tối ha, tăng sáng vùng tối trừ những cái vùng sáng. Thì đó là nghe nó phức tạp vậy nhưng mà thực ra nó có một cái blending mode và nó đặt tên là lighten.
Lighthouse này nó sẽ cho chúng ta cái kết quả là nó so sánh với hình ở dưới. Nếu như cái đặc những cái chi tiết nào cái hình ở dưới mà nó đã sáng rồi thì nó sẽ không có áp dụng, nó không có cái, nó không có hòa trộn cái layer đặt mình đặt đang đặt tên là shadow này, nó không có hòa trộn cái layer, cái màu của layer shadow, mà nó chỉ tìm những cái vùng tối của cái hình background này thôi ha, tìm những vùng tối và nó blend màu vô ha. Thế các bạn có thể thấy là cái màu xanh của chúng ta nó đã bị ám vô những cái vùng tối khá là đẹp. Ở đây mình có thể chỉnh lại opacity xuống ha. Và ok. Hey, blend màu xong rồi nè. ok, ở đây mình đã có shadow này ha. Tiếp tục mình bật cái highlight lên. Thì ở highlight này thì mình lại muốn làm ngược lại so với hồi nãy ha. Hồi nãy là mình muốn tăng sáng cho vùng tối. Bây giờ mình muốn cái highlight này chỉ áp dụng vào vùng sáng thôi, trừ những vùng tối ra ha. Thì nó lại có một cái blending mode ngược lại với thằng Lighten hồi nãy, thì mình lại có cái Darken. Darken nó chỉ áp dụng vào những cái vùng nào đang bị sáng thì nó sẽ hòa trộn, còn vùng nào tối rồi nó sẽ không hòa trộn nữa. Cho nên nó cho chúng ta cái kết quả là như thế này ha. Cái màu vàng nó bị ám vô những cái vùng trắng ha. Thì ở đây mình ta có thể giảm opacity đi một chút xíu ha. Mình có thể shadow là mình giảm nó thêm một chút xíu nữa. Highlight. Ok. Đó. Đơn giản thế thôi. Thì đó là về cái blend màu, như vậy là xong rồi đó. Chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì nhiều ha. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta không có tạo cái layer mask và chúng ta bôi tẩy những cái vùng da mẫu đi. Thì thật ra như thế này, tại vì khi mà mình đã blend một cái màu, tạo một cái hiệu ứng, một cái lớp màu đều lên một cái hình á, thì cái cách của chúng ta là chúng ta nên tiết chế cái màu đó lại, tức là đừng có để cái màu nó gắt quá thôi. Còn mặc định khi chúng ta đã blend màu rồi, đã color grading lên rồi thì chắc chắn là màu nó sẽ bị thay đổi ha, cho nên chúng ta không cần phải layer mask, xóa bỏ đi những cái vùng ảnh hưởng trên mẫu làm gì. Hoặc là nếu như các bạn cảm thấy nó hơi chói quá thì các bạn có thể tạo một cái layer mask thì đã có sẵn đây rồi. Chúng ta sẽ giảm opacity của cái brush màu đen ha. Chúng ta chọn brush màu đen và ta giảm opacity cũng như flow đi. Và chúng ta bôi nhẹ vào cái vùng da để cho nó khử bớt cái ảnh hưởng thôi. Đó, vậy thôi ha. Nhẹ nhàng thế thôi. Rồi, đó là về cái khoản màu. Tiếp theo là về cái noise. Thì ở cái noise thì nó có nhiều cách, có thể là control alternate shift e. Control alternate shift e thì nó sẽ tạo ra một cái layer mới là bao gồm tất cả những cái layer ở dưới ha. Đây, layer 1 ha. Thì đây các bạn có thể vào filter noise add noise. À, thì đây các bạn có thể tăng giảm cái mức độ noise lên sao cho nó phù hợp ha. À, thì này, nhớ tích vào monochromatic nha. Monochromatic để cho cái noise của chúng ta nó là màu đen trắng ha. Cho màu đen trắng thì nó sẽ ổn hơn ha. Đó. Thì đó là một cách ha. Bạn có thể click vô và bạn có thể zoom vô chút xíu, bạn có thể coi là đó, thì đó là cái noise của chúng ta. Tuy nhiên là với cái cách làm này á, thì các bạn có thể thấy là cái noise nó hơi xấu và chúng ta không thể tác động lên được. Ví dụ như bây giờ mình muốn tạo một cái tạo thêm một cái blur cho nó chẳng hạn, cho cái noise của chúng ta nó mịn mịn ra á, thì bây giờ chúng ta không làm được đó. Cho nên là cái cách của mình là chúng ta sẽ tạo một layer mới ha, tạo một layer mới, click về dưới này, hoặc là Ctrl Shift N thì nó cũng tạo layer mới, click OK đó thì nó cũng tạo layer mới thôi. Thì ở đây layer này thì mình sẽ đặt tên nó là noise, tức là hạt ha. Cái noise này để cái tạo hạt này thì để làm cho cái hình của chúng ta nó cảm giác nó hoài cổ hơn thôi ha. Thì ở đây khi chúng ta tạo một cái layer noise rồi thì các bạn sẽ vào là edit, chọn là fill hoặc là phím tắt là Shift F5 ha. Chúng ta thao tác bằng phím tắt tốt hơn, Shift F5 đó. Thì ở cái content, ở cái bảng window, cái cửa sổ fill mới hiện lên, ở cái mục content các bạn sẽ chọn là 15% gray, tức là 50% màu xám ha. Click OK thì nó sẽ tự động nó fill một cái lớp 50% màu xám vào đây. Thì đó, chúng ta sẽ vào noise, add noise. Thì đây các bạn có thể tăng lên cho nó vừa ý ha. Mình cảm thấy thế này OK rồi. Thì đây mình sẽ vào tạo cái blending mode là overlay hoặc là soft light. Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là để là cỡ soft light để cho nó nhẹ nhẹ thôi ha. Sau đó thì bạn có thể thấy là cái noise của chúng ta nó tạo ra một cái layer mới hoàn toàn ha, và nó không bị ảnh hưởng gì vào cái hình cũ. Thì đây chúng ta có thể vào filter blur, Gaussian blur, và ở cái mục blur này thì mình sẽ chọn là chút xíu thôi, khoảng cỡ ấy 0.5 pixel thôi là khá ổn rồi. Click OK
Thì đó các bạn có thể thấy là cái nồi chúng ta nó mịn màng hơn và nó dễ nhìn hơn ha. Rồi, thì đó là cái cách chúng ta tạo ra được một cái hiệu ứng màu khá là nhanh ha. Mặc định ví dụ như các bạn không có cái layer mask này thì các bạn có thể tạo ra được một cái gọi là một cái color lookup dùng cho lần sau nữa. Về cái color lookup, cách tạo cũng như là cách sử dụng thì mình có ở ngay cái tút trước, hoặc là các bạn có thể click ngay vào cái link ở ngay phía dưới này ha. Đó thì mình sẽ có cái link đó, các bạn có thể click vô. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi tút này. Nhớ click subscribe và comment ở ngay phía dưới cho mình biết là ở cái tutorial sau các bạn muốn mình làm gì ha. Muốn mình làm về chủ đề gì hay là muốn giao lưu thế nào đó tùy các bạn comment ở dưới để cho mình biết ha. Nhớ click subscribe để không bỏ lỡ cái tutorial phía sau của mình. Các bạn hãy theo dõi tôi này. Bye bye. Và chúc ngủ ngon. Bây giờ là 12 giờ đêm này.